Có thể các bạn chưa biết Trong season 3 sắp đến của Squid Game Mình sẽ thủ vai nam chính Nếu như các bạn không tin thì đây là một số phân cảnh Leave us alone. What do you expect to get from this? Để làm video dạng này anh chị có thể làm rất là đơn giản với lại Pika với tính năng mới của Pika đó là tính năng thay thế một nhân vật hoặc là một thành phần ở trong một bức ảnh anh chị không phải là swap face nữa tức là chúng ta không phải chỉ thay thế gương mặt nữa mà anh chị có thể thay thế cả nhân vật đó luôn bao gồm cả hình ảnh của nhân vật đó màu sắc trang phục như thế nào anh chị chúng ta có thể thay thế hoàn toàn và trong video hôm nay á Tuấn sẽ hướng dẫn cho anh chị cách để chúng ta thay thế một nhân vật bên trong một video thành một nhân vật khác cùng theo dõi thực hiện với Tuấn hôm nay nhé đầu tiên á chúng ta sẽ vào trang của BK anh chị đường link đó mình sẽ để phần mô tả ha anh chị sẽ vào đây và chúng ta sẽ đăng nhập một tài khoản vào đây anh chị sẽ thấy ở trong đây á đã cập nhật một cái tính năng gọi là BK swap anh chị ở đây anh chị sẽ thấy ha tính năng Picasso swap này cho phép chúng ta đưa một cái nhân vật hoặc là một thành phần khác vào và thay thế một thành phần ở trong video có sẵn anh chị để sử dụng thì cũng rất là đơn giản anh chị sẽ bấm vào Picasso swap ha và ở đây chúng ta sẽ cần có hai thành phần thành phần thứ nhất đó là chúng ta cần một video ít nhất là 5 giây anh chị và thành phần thứ hai đó là một hình ảnh chúng ta muốn thay thế phần nào trong video thì chúng ta cần có hình ảnh đó ha video 5 giây này thì chúng ta sẽ có thể cắt ra từ một cái video phim hoặc là một cái video nhạc hoặc là bất kỳ video nào anh chị thích ha. Ví dụ như mình làm dạng video của Squid Game á thì anh chị có thể search ở trên đây, chúng ta tìm một cái video ha, ví dụ như mình sẽ lấy video này. Đó là một cái trailer của Squid Game ha anh chị. Và idea của mình là mình muốn thay thế nhân vật nam chính ở trong đây bằng hình ảnh của mình. Chúng ta sẽ tải cái video này về trước và anh chị sẽ cắt ra những phân cảnh nào mà anh chị muốn thay thế, anh chị sẽ đưa lại thành một cái video 5 giây ha anh chị và ở trong Pika này sẽ lấy 5 giây đầu tiên của video đầu tiên mình sẽ cắt ra một cái phân cảnh đó anh chị ví dụ như đây có một phân cảnh của nam chính ở đây Đấy chúng ta sẽ thay thế nhân vật nam chính này thì mình sẽ cắt ra một phân cảnh và mình sẽ để nó là khoảng 5 giây ha anh chị có thể sử dụng cấp cấp để chúng ta cắt và chúng ta lấy 5 giây đầu tiên này sau đó anh chị sẽ đưa một cái nhân vật của anh chị lên ví dụ như đây mình có một cái tấm hình của nhân vật nam chính ở đây đây anh chị sẽ thấy ha và mình sẽ chuyển thành cái gương mặt của mình chẳng hạn đấy chẳng hạn anh chị có thể thấy như thế này thì để sử dụng như này anh chị có thể sử dụng một tính năng swap face ở trên máy tính rất là nhiều công cụ để chúng ta có thể làm được việc này ha anh chị cũng hoàn toàn có thể đưa một cái hình ảnh bất kỳ anh chị ví dụ như anh chị đưa một hình ảnh mà anh chị mặc trang phục bình thường cũng được nhưng mà bởi vì ở trong đây là một cái switch game mình muốn là đưa hình ảnh nào mà cho nó nhìn giống thật nhất ha để vào đây thì nó sẽ phù hợp hơn ha sau khi mà anh chị đã chuẩn bị xong các thành phần á chúng ta sẽ vào bk ha chọn bk swap ha chúng ta sẽ upload video và hình ảnh chúng ta lên anh chị sau đó ở trong đây có một phần để chúng ta điền rơm thì ở trong đây nó sẽ hỏi chúng ta là chúng ta muốn thay thế những phần nào sẽ có hai cách để anh chị có thể thay thế nếu như ở trong phân cảnh đó chỉ có một nhân vật tức là chỉ có một nhân vật mà chúng ta muốn thay thế anh chị có thể điền một cái câu rất là đơn giản tức là replace character tức là thay thế một cái nhân vật thì nó sẽ tự động nó hiểu là chúng ta sẽ thay thế nhân vật ở trong tấm hình này nè thay thế vào nhân vật ở trong cái video này tuy nhiên nếu như video đó mà có hai ba nhân vật á, thì nó đâu có hiểu được cái character này là cái nhân vật nào thì chúng ta sẽ có cái cách sử dụng thứ hai đó là chúng ta sẽ dùng press anh chị ở đây anh chị sẽ thấy có một dòng nhỏ nhỏ tên là you Brush ha thì chúng ta sẽ dùng cái này để chúng ta vẽ lại nhân vật nào mà chúng ta muốn thay thế anh chị đây mình sẽ dùng you Brush này ha và mình có thể điều chỉnh độ lớn độ nhỏ ha chúng ta sẽ tô cái thành phần nào mà chúng ta muốn thay thế ví dụ như đây mình muốn tô nhân vật này chẳng hạn sau khi mà anh chị tô nhân vật này rồi thì chúng ta chỉ cần bấm vào cái nút generate ở đây ha thì nó sẽ tạo video cho chúng ta đây cực kỳ đơn giản anh chị ở đây là một tính năng ở trong Pika anh chị và nó khá là thú vị ha chúng ta có thể thay thế một nhân vật bất kỳ chứ không phải chỉ là thay thế một hình ảnh một cái gương mặt nữa anh chị swap face ở trong hình ảnh hoặc là swap face ở trong video thì có rất là nhiều công cụ có thể làm rồi còn ở đây anh chị có thể thay thế hoàn toàn một nhân vật ha idea ví dụ như anh chị có thể sử dụng những cái video về Batman hoặc là những cái video về ca sĩ này anh chị có thể thay thế một nhân vật ở trong đó ở trong một nhóm nhạc chẳng hạn thay thế một thành viên trong đó thành anh chị vẫn có thể làm được ha hoặc là anh chị có thể thay thế một nhân vật ví dụ như anh chị cho Batman thay thế vào Doraemon chẳng hạn thì chúng ta hoàn toàn có thể làm như vậy ha đây là một tính năng cũng khá là hay ha và sau khi mà anh chị làm rồi á thì anh chị sẽ có kết quả ha ở đây anh chị sẽ thấy ha nó đã thay thế nhân vật của mình vào cho nhân vật chính ha, anh chị rất là hay ha khi mà anh chị sử dụng trong đây á nếu như chúng ta muốn download về mà không có watermark anh thì anh chị phải có cái gói pro thì chúng ta có thể download về không qua watermark ha sau khi mà có video này rồi á thì công việc tiếp theo chúng ta cực kỳ đơn giản anh chị đó là chúng ta sẽ thay thế những cảnh này vào trong cảnh gốc của video thì anh chị chỉ cần mở cấp kết lên ha chúng ta tìm những cái phân cảnh nào mà chúng ta đã cắt á chúng ta sẽ đưa những phân cảnh ở trong bk này vào trong phân cảnh ở trong cấp kết ha chúng ta sẽ thay thế những phân cảnh đó thì chúng ta đã có một video hoàn chỉnh anh chị cực kỳ đơn giản ha và anh chị có thể xem một cái video hoàn chỉnh như thế này và mình sẽ để video hoàn chỉnh mà mình đã làm ở trong BK Swap này ở đường link dưới phần mô tả anh chị bởi vì vấn đề bản quyền thì mình không thể nào up trực tiếp ở trên YouTube này anh chị hãy xem ở dưới phần mô tả ha mình đã biến nhân vật nam chính thành nhân vật mình anh chị khá thú vị và khá là hay ha ok anh chị đó là hướng dẫn nhanh của mình về BK Swap một tính năng để thay thế một thành phần vào trong một thành phần khác ở trong video có sẵn anh chị cực kỳ hay và cực kỳ bá đạo ha nếu như anh chị thấy video này hay á, anh chị cho mình một like một subscribe nhé và chúng ta sẽ hẹn gặp lại trong các video lần tới trên channel nghề công sở bye bye anh chị